Cuối cùng của xương sống
Thì nó đến lúc cuối cùng của sự sống thì ngừng 2-3 giây ở đó, rồi thở ra. Thở ra mình thở lên, đem cái nguồn khí đi ở phía sau lưng theo dọc cái xương sống của mình, cho nó đi đến ở trong não, não bộ của mình, chỗ mà người ta suy nghĩ là con mắt thứ ba, nó cư ngụ là chỗ tuyến tụng quả, là cái tuyến đó tiếng Anh nó gọi là pineal gland, tại vì nó giống như là cái thai khôn. Thì khi nó ngừng ở chỗ con mắt thứ ba thì cho nó nghỉ ở đó đôi 3 phút, đôi 3 giây, rồi từ đó cho nó tỏa ra trên đỉnh đầu, tức là nơi hoàng cung, hay là cho nó tỏa ra nơi chỗ con mắt thứ ba mà phía đằng trước trán của mình, giữa hai con mắt thường của mình, tức là quyền quan thiếu. Thì như vậy xin quý vị tiếp tục thở vô và thở ra, và tôi sẽ thở sự để đồng hồ đúng lúc thì tôi sẽ gọi quý vị tỉnh trở lại. Bây giờ đến xả thiền. Thì khi mình xả thiền thì mở mắt ra từ từ, lấy hai cái tay chào lại với nhau, lấy hai bàn tay chào với nhau, cho đến khi mình nghe có hơi nóng thì mình đem nó lên và hai con mắt. Xuống cổ, chà hai vai, đưa xuống chà hai cánh tay, chà ngực và xuống bụng, từ đó chà xuống đùi và chân. Nếu có thể được thì chà hai bàn chân. Và như vậy là mình đã thiền xong được 10 phút. Thì ráng chịu cực về nhà, ráng làm mỗi ngày 10 phút, lựa những giờ phút nào ráng lên về nhà làm, không cần phải làm lâu, làm cần 10 phút thì cũng được rồi, làm lúc nào cũng được, nhưng mà mình chọn cái nào nó tiện nhất cho mình, như sáng sớm hoặc là chiều tối chẳng hạn. Những người đi làm thì có thể nhín thời gian 10 phút bữa ăn trưa để làm, rồi trở về tĩnh tâm, như vậy nó giúp cho mình làm việc buổi chiều được suôn sẻ. Bây giờ quý vị có câu hỏi nào thì Cảnh Hồng sẽ cố gắng trả lời. Yeah.
Well, I had a yoga class once. Coming out of the meditation, my yoga teacher once, coming out of the meditation, we rubbed our neck and shoulders and arms, but we did it to each other. It's not to ourselves. That's okay. Yeah. Each other. We can't look away and go. Yeah. And khi khó với mình làm sao để mình concentrate, tại vì hết cái tư tưởng thì nó là tự kiện cái mình lại, sao để mình tự kéo nó lại. Bây giờ hồi nãy mình mới nói là tập niệm ai cũng có đó. Giống như cái chữ tạp nó giống như là tập quá đó. Tiệm tập quá là đủ thứ đồ luôn đó. Cái này tập niệm là cái ý trí của mình nó cứ lung tung, nó nhảy với con khỉ hay là con ngựa. Thì bởi vậy cho nên mình mới tập thiền. Mà khi mình để ý một chút thì nó tới thì mình nói không, tôi biết rồi, tới rồi đó, thôi đi đi. Chứ mình đừng có bị kẹt cái đó. Đừng có bị kẹt cái đó là phải là mình tức. Nó tại sao cứ tập niệm tới hoài. Hoặc là mình giận chẳng hạn, tập niệm tới mình giận ra thì mình không thiền được nữa. Thành thử ra đó, mình dạy cho cái đầu của mình nó biết là tập niệm tới thì invite nó vô rồi cho nó đi, rồi mình trở về với cái hơi thở của mình. Rồi khi mình trở về hơi thở của mình là mình trụ trở lại được rồi đó. Khi mà mình biết cho tập niệm đi như vậy đó là một phần rất lớn trong cái bước tiến của thiền định của mình. Surrendering yourself, you will receive the energy from the cosmos. You are open to it because you have to pay attention to be open to it, like anything we're doing. Thank you. You're welcome. Chị chiều cần tới buổi Chủ nhật để nghe là một cái bước tiến rất xa rồi. Mình đã bước vào cổng thì bây giờ mình cứ tiếp tục đi tới. Tới rồi thôi đi đi, rồi cái nó đi qua,
thì khi mà mình nói như vậy đó, cái rồi mình trở về cái hơi thở của mình trở về cái điểm trụ tâm của mình đó. Nếu mình dùng cái ánh sáng đèn thiên nhãn, đèn thái cực để trụ tâm đó, thì mình mở mắt ra trở lại để mình chú trọng vô cái đèn thái cực. Là tại vì hồi nãy đó, hồi mà mình nhìn cái đèn thái cực rồi đó, mình nhắm mắt trở lại để mình thiền, mà trong lúc mình nhắm mắt mình vẫn thấy cái đèn thái cực. Nhưng mà nếu tập niệm nó tới thì mình có thể mở mắt ra nhìn trở lại cái đèn thái cực để cho nó đi. Hoặc là nhìn thiên nhãn. Nhìn thiên nhãn cũng quý lắm. Để cái thiên nhãn ở cái bàn chỗ mà mình thiền đó, rồi mình trụ tâm vô đó, thì mình có thể dùng hai cách trụ tâm bằng nhìn cái thiên nhãn và hơi thở luôn. Tùy cái nào nó dễ giải cho mình thì mình làm. Bằng cái hơi thở là cũng như Cẩm Hồng nói là mình lúc nào mình cũng thở đó. Thành ra nếu mình tập mà mình dẫn được cái hơi thở của mình đó, thì trong lúc mình đi làm hay trong lúc mình giao thiệp với ai, có cái gì nó khúc mắc thì mình cũng trở về hơi thở của mình được. Và khi mà mình trở về cái hơi thở nó yên ổn, đều là tự nhiên cái tâm của mình nó đi về cái tâm không. Em muốn hỏi một câu hỏi rất là basic. Lúc nãy một trong những cái mà mình cần có để mà chuẩn bị để thiền đó là mình ăn chay. Nhưng mà ví dụ như em là người đạo Thiên Chúa giáo, em biết khi ăn chay, như vừa rồi em ăn chay thì em thấy nó là starch nó nhiều, protein nó ít. Tại sao những cái đó nó không, mình thiền là sao em không hiểu? Hỏi câu hỏi rất là thực tế. Thì mình không có bắt buộc phải ăn chay, nhưng mà mình đề nghị là ăn rau cải càng nhiều càng tốt. Thì trong rau cải cũng có chất đạm trong đó, là những cái hạt hoặc là mấy cái nuts đó. Mấy cái nuts nhiều protein lắm. Còn mấy cái hạt mà thấy nó như là hạt đậu, đậu đành cũng đầy protein. Thì không quen ăn tàu hủ thì mình ăn chút đỉnh. Rồi mình có thể ăn cái hạt đậu nành, hoặc là mình hành nó. Đây còn ăn mặn thì mình hành nó với giò heo. Rồi lần lần mình bớt cái giò heo rồi mình thêm cái đậu lần lần. Thì nó có nhiều chất đạm ở trong cây cỏ đó. Tất cả các đậu, tất cả các nuts đều là chất đạm hết. Cho nên mình dùng nó với sữa. Mình uống sữa đậu nành hoặc là mình uống sữa bò cũng được. Thì nó cũng đem rất là nhiều chất đạm cho mình. Chứ không cần phải mà ăn nhiều carbohydrates. Lý do mà các vị tiền bối khuyên mình nên ăn chay đó là cũng giống như Cẩm Hồng nói hồi nãy đó, là cây cỏ nó còn thấp lắm ở trong cái đà tiến triển. Thành thử ra đó, mình dùng nó đó, nó ít có sắc hại hơn là mình giết một con gà, hai con bò, hai con heo. Nó, người ta thấy cái thịt đó, nó đem lợi cho mình nhiều cái giống, không biết nó có trúng thật hay không, nhưng mà giống như con bò hay con heo cũng nó chết, nó cũng tiết ra những cái chất không tốt. Thì khi mình ăn nó không có thanh bai bằng mình ăn trái cây hay rau cỏ. Mà trên cái con đường tu đó thì lần lần mình thấy đó, mình cũng ít ăn luôn đó. Mình bớt ăn lần lần nó tự nhiên mình lãnh được những cái điện lực từ không gian vô, là mình không cần phải ăn nhiều nữa.
nó tự nhiên nó tới tới lần lần, không cần phải lo. Nếu mình bước con đường mình đi, mình cứ từ từ mình đi, nó tới. Vitamin là vitamin protein. Vitamin là ở trong rau cỏ nhiều hơn ở trong thịt. Trong thịt không có vitamin, trừ ra vitamin B12. Còn protein thì hồi nãy mình có nói là rất những cái chất hạt á, mấy cái nuts đó, nó rất là nhiều protein. Mình dành rất mất cái hạt đậu, giống như đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, uống sữa đậu nành kia nó cũng rất là nhiều protein, thì mình cứ chuyển qua từ từ, nó không có thiếu protein. Dạ, xin phép tổng góp cái ý kiến câu hỏi này của chị Diệp An và chị. Thật ra ăn chay vẫn có thể đủ protein giống như ăn mặn, thịt, cá là có những cái protein người ta gọi là essential protein, là primary protein, là nó đầy đủ, cũng như là đa số thực tiền. Nhưng mà nếu mà ăn chay á, mình ăn đúng cách thì mình phải có đậu và những cái loại ngũ cốc khác nhau. Ví dụ như người mẹ đó, người ta nghèo người ta không ăn thịt nhiều, nhưng người ta ăn đậu với người ta ăn bắp, là hai cái đó cộng lại nó có nhiều protein. Thành ra thấy người mẹ đâu có nghèo yếu hơn mình đâu, mình ăn thịt cũng giống như người khác, mình cũng nhỏ hơn người ta. Thành ra ăn chay vẫn rất đủ protein như ăn mặn, nếu mình ăn đúng cách. Nó cũng là cái tự nhiên từ trong mình ra, tại vì không có ai mà ăn đậu không được á, mà cũng không có ai mà ăn bắp với cơm không được á, là luôn luôn mình xài cái ngũ cốc đi với đậu, mình ăn nó có cân bằng như vậy, mà cái đó là trời Phật dạy cho mình, cái con người của mình nó tự nhiên vậy. Nếu mà cho mình đậu không mình ăn, mình muốn ăn không nổi, mà cho mình gạo không mình ăn không nổi, thành ra hai cái đó nó đi chung. Thì Hiền Huynh Chế Tùng nhấn mạnh cái đó rất là phải, là vì ngũ cốc với đậu đi chung với nhau nó mới đủ cái chính cái essential amino acids. Trong khi đó thì trứng gà hay là thịt nó có sẵn chính cái essential amino acid trong đó. Thành ra khi mình nói mình ăn chay là không có trứng luôn, có nếu được tổ cá luôn, nếu được. Còn có nhiều người thì nói trứng ở nước Mỹ này không có trống, thì như vậy cái trứng đó để nó tự nhiên nó cũng chết, chứ nó không có thành được con gà được. Thì cái đó là một cách để mình biện rằng mình ăn trứng, mình không cần phải biện như vậy. Mình coi con cơ thể của mình nó cần dùng cái gì, rồi mình hiểu biết cái chỗ nào đó, rồi mình đi từ từ tới cái chỗ đó. Đấy, hồi nãy chị Hạnh có câu hỏi là mình có suy nghĩ nó tới hoài khi mà mình thiền á, thì sao? Thì cái thiền là để cho mình, cái tâm mình nó yên. Thành ra khi mình ngồi thiền á, suy nghĩ nó sẽ tới rất là nhiều, không cách nào mình chặn đứng được hết. Thì giống như nãy chị Cẩm Hồng nói, là mình nhận biết là có suy nghĩ và mình để cho nó đi qua, rồi mình trở lại cái tập trung của mình, không có suy nghĩ. Rồi mình ngồi như vậy là suy nghĩ sẽ nhào vô nữa, mình nói, suy nghĩ nữa, rồi mình để cho nó qua, mình ngồi yên. Thì mỗi ngày đó, nếu mình cái giờ đó mình ngồi thiền đó, thì suy nghĩ nó sẽ nhào vô như vậy, ào ào vậy. Nhưng mà qua một khoảng thời gian thì suy nghĩ nó biết là không làm gì được mình thì nó hết suy nghĩ. Thành ra mình ngồi như vậy khoảng chừng 1-2 tháng, 6 tháng, 1 năm, suy nghĩ sẽ không đến mình nữa, thì từ từ cái tâm mình nó mới an định được. Nó không phải là chuyện một ngày một bữa, mà cái đó trong đạo Cổ Đại nó là công trình. Thành ra mỗi ngày, ví dụ như mình thiền buổi tối 12 giờ, là 12 giờ mình ra mình ngồi thiền, từ
nhiên cái suy nghĩ nó sẽ đến, và từ từ 6 tháng sau suy nghĩ sẽ nói thôi không tới nữa, là mình sẽ cái tâm mình sẽ yên. Thì Quynh Chế Tùng nói chuyện này làm cho Cẩm Hồng nhớ tới một chuyện là những đại học hạt bạc John Hopkins và UCLA có làm những cái nghiên cứu về MRI của cái ốc của mình, là kia bằng functional MRI, nghĩa là cái MRI đó không phải để thấy cái anatomy là cái cơ thể không, nhưng mà thấy cái sự hoạt động của trong cái brain của mình, kia bằng functional MRI. Thì họ làm trên những người thiền thì đến 30 ngày đó họ thấy có sự khác biệt giữa người thiền và người không thiền. Cái người thiền đó thì những cái trung tâm mà vui vẻ, phấn khởi, yêu đời nó lớn ra. Còn người không thiền đó thì cái trung tâm mà những trung tâm đó nó không có lớn ra, mà rồi cái trung tâm mà lo âu, phiền não, giận này kia đó nằm ì đó mà nó lớn thêm. Thì xin phép nói tiếng Anh cho là hippocampus không? Hả? Chúng ta biết trung tâm là hippocampus là brain. Ở trong brain là pineal gland. Không, một cái trung tâm là happy. À, không tin đúng. The University of the John Hopkins and Harvard and UCLA had done studies using the functional MRI of the brain to compare people who meditate and people who don't. And they found that at 30 days, there's a difference. People who meditate, their center for happiness, for joy in life, for purpose in life, increase and brighten. And for people who do not meditate, their center of anger or depression or unhappiness or discontentment, they are there or they get bigger. So this is a very important finding, because meditation is something from our mind. And in fact, it can influence the anatomy of the brain itself. And it's a proof that of the importance and the benefits of meditation. Em thấy chị Cẩm Hồng rồi nói một cái chữ mà đối với em, đối với người chưa bao giờ meditate đó, cái kiên quyết là cái đó là nếu mà cái tư tưởng mà nó tới, chị kêu là chữ gì đó? Tạp niệm giống tạp, như điểm khi nó tới, you welcome it. Then you chase it away. Em nghĩ cái đó là cái keyword đó. Tại vì mình invite nó đi, yeah, để cho nó đi tự nhiên. Yeah. Chứ mình không cần actively chase nó away. Bây giờ để thấy như con bé nó tới mình đẩy nó đẩy mình ra. Mình càng chase nó càng nhớ. Đúng. Không, mình acknowledge nó. Yeah. Acknowledge. Cái đó nó đến. Có cái suy nghĩ rồi vậy thôi, cái bạn nói không được, không được, không được, nó là vậy, vậy là tự nhiên cái đó là lại mình concentrate lại cái đó. Cái tạp niệm đó tiếng Anh là intercurrent thoughts. Con muốn hỏi là nãy con muốn hỏi mà anh Tùng cũng trả lời nửa đường rồi, giống như là khi mà mình thuyền ha, thì cái tạp niệm nó tới xong rồi mình acknowledge, xong rồi mình để cho nó từ từ nó đi, nhưng mà nó tới nhiều quá cái mình cũng acknowledge hỏi mình mệt quá cái mình đủ luôn, thì con hỏi là nếu mà như vậy nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay tới não bộ, là tới cái sự thuyền của mình hay không? Nếu mình nó tới nhiều mà mình mệt quá mình ngủ đi thì lại cái thân của mình nó cần ngủ thì để cho nó ngủ. Thì trước khi mình nói chuyện cái phần đầu đó,
nhóm này với nhóm khác mình có phân tích giữa cái thiền và cái ngủ. Tại vì có nhiều người nói đâu thiền chi, ngủ đi cho nó rồi. Tại sao phải thiền? Thiền cũng giống như ngủ mà bây giờ tôi thiền cái nó có sự nó buồn ngủ rồi. Thì nó có một cái khác là khi mình ngủ đó là cơ thể của mình nó đã đúng rồi. Nó nằm xuống em ru đó, mình không biết gì hết đó. Còn trong thiền đó là mình còn thức tỉnh. Mình trở về cái sự nghỉ ngơi một cách tích cực. Mình hiểu, mình thức tỉnh, mình còn sáng suốt. Trong lúc mình thiền đó mà mình nghĩ được cái tâm trí của mình mà mình sáng suốt, mình biết là mình nghĩ đó, thì có lẽ nó có kết quả nhiều. Thì người ta có thể nói như vậy thì thôi, mấy người thiền đó khỏi ngủ. Thì nó cũng không đúng. Không có bỏ được cái ngủ là gì. Cái ngủ nó là một phần của cái sinh lý của mình. Thành hồi mình mới khởi sự, nếu mà mình giữ không được tỉnh táo để mà mình trở về tâm không mà nó cứ buồn ngủ thì để cho nó ngủ. Rồi mình tiếp tục mình lạc đợi là ngày hôm sau nó bớt lần rồi. Không có gì phải gấp rút, không có gì phải lo. Mình trở lại làm từ từ thì cái chuyện đó nó lần lần nó đi nó mất. Dạ không biết nữa. Cái mà Nguyệt hỏi rất là thường ở trong thiền, tại trong Phật giáo có hai cái vấn đề mà nó hay xảy ra khi mình thiền. Một cái là hôn trầm, là cái ngủ đó. Mình thiền chút mình muốn ngủ à, thì cái con người mình nó không thích thiền, nó muốn phá mình. Thành ra cái bệnh ngồi thiền là để đi ngủ cho nó sướng, mình ngủ. Nhưng mà mình phải thắng đó, mình phải tập mỗi ngày. Cái đó là thành ra mình tập mỗi ngày, tới có một khoảng thời gian sau mình sẽ hết buồn ngủ. Nhưng mà trong cái phần thiền định, trước khi thiền định nhiều khi mình cũng tập cái hơi thở, thì khi mình thở sâu mình cũng bớt ngủ, bớt buồn ngủ. Thành ra cứ mỗi ngày vào cũng như đúng cái giờ đó mình thiền, là từ từ những cái vấn đề như là buồn ngủ, ngủ gục hay là cái đầu óc nó nhiều suy nghĩ, từ từ nó sẽ bớt dần, bớt dần, bớt dần. Question. You were talking about UCLA and John Hopkins. Can meditation be not a static process of hands up or washing dishes or walking meditation or pulling weeds in your garden? Yeah, it's mindful. Active forms of meditation, rather. Yeah, thank you for the question, Bill. Like we say, researchers classify the meditation into three main groups. The mindfulness meditation, that's the one that you're talking about. The compassion meditation and the emptiness meditation. But they also found that the emptiness meditation brings about the most benefit to the person who meditates. And emptiness is what we just did? Yeah. Emptiness. Yeah. What are the other meditation? Mindfulness meditation. Mindfulness. Yeah. So what different mindfulness and emptiness? In mindfulness, you are mindful. So you are paying your attention to what you are doing. But by paying attention to just one task, you phase out all the other ideas. And in emptiness, the mind becomes empty. So mindfulness means that you concentrate on one thing only or just nothing? You concentrate on one thing like walking. When you walk, you analyze your walking. Okay. Like when I walk, I can feel my muscle pulling up my leg and then my thigh and then bring it forward and then alternating
And so while you are walking, you are meditating by doing that. Instead of walking and thinking about, I don't know what. To me, it's very difficult to have emptiness. Exactly. Exactly. That's why we have to have a point of focus.